Nhìn con nước ngoài sông ta chạnh lòng bao niềm nhớ, cơn gió khẽ lay cành cũng xao động cả tâm tư. Bởi quê hương luôn là chốn tìm về, là liều thuốc chữa lành bao vết thương trong cuộc sống. Chứ con ơi, cho ba đi sớm đi. Dạ. Thì mình mới múc một chén cháo cá hơn. Cái ông kêu con ít lại đi con, ba không ăn nổi. Cái mình mới bớt cháo lại. Dạ. Bớt cháo lại còn hơn nửa chén rồi. Cái nói không? Rút mùi em đâu, rút cái xong á, mình nói ba nhiêu đây, lát nữa còn cho bóng sữa. Thấy không? Gật đầu. Dạ. Ăn vừa xong rồi cái mình chạy lên mình dạy, tại dạy buổi chiều mình dạy thêm. Dạ. Thì chạy lên dạy chút xíu rồi kêu Diễm ơi, Diễm con ba cần. Tôi chạy xuống hỏi ba gì vậy ba, đưa ba đi súc miệng. Chứ thường là ông tự đi hết à. Dạ. Cái bữa đó ông kêu là đưa ba đi súc miệng, cái mình cũng dắt ra lavabo súc miệng rửa mặt đồ đàng hoàng lên, đưa khăn lau đàng hoàng vô, nói ba nằm đây đi nha, lát nữa con chạy xuống để con lên con cho rồi nó bài. Dạ. Xong chạy lên cái chút xíu đâu mấy giờ, quả chắc cũng khoảng 7 giờ. Dạ. Đổi ca học trò rồi cái bắt đầu Diễm ơi, Diễm mình lại chạy xuống mà ba cái gì nữa vậy ba, ba nằm nghỉ đi, bị vừa cũng phòng trước phòng sau vậy đó. Dạ. Cái ổng ba nói cho ba đi cầu. Dạ. Cho mình mới dắt ra cầu, nói cho ba đi cầu đi, rồi con chạy lên chút xíu nữa rồi con quay xuống nha. Yeah. Lát nữa ba kêu một tiếng là con nghe liền, con chạy xuống con dắt ba vô. Yeah. Ổng lại chẳng như chẳng gì hết trơn, cái ổng tự đi vô, ổng vô xong mình nghe ổng có ba mệt quá con, ba mệt quá con. Ba mệt làm sao yeah. Ba thấy khó thở hơn nghẹn hay như thế nào, ổng không trả lời gì hết mà cứ ba mệt quá con, cứ thở hơi vậy nè. Dạ. Cái mình mới cái mình ngồi xuống thì ổng nắm cái tay, ba mệt quá con, ba mệt quá. Thì mới kêu con nhỏ em á là mẹ thằng này nè. Dạ. Đi ra làm sao ba, ngồi để đỡ ba vậy nè. Đỡ lưng là ha. Đỡ cái người ổng. Dạ. Ổng hơi xui xui vậy nè. Dạ. Thở mới nói ba buông tay con ra đi để con chạy đi lên lấy sổ, tính là đưa vô bệnh viện. Dạ. Để mà ta có cái oxy á. Dạ. Thở thì chạy lên xong mình lấy sổ xong rồi thì kêu anh của thằng này dắt xe ra, rồi bỏ để xe đó cho má rút coi, chạy vô trong nhà để mà khiêng nội ra. Dạ. Yeah. Ngoại ra thì vô thì nó ảnh ông ngoại lên như nè, chứ mình thấy nó trời kỳ như nè. Ừ. Chỗ này nó xanh hết người hồn, ông ngoại mất rồi. Dạ. Yeah. Đâu quá, con mới nghe ông ngoại nói nè, ông ngoại mệt mà ông mới ra ngoài thở. Thì con thở em nó vẫn còn ngồi ở đằng sau nó đỡ không. Yeah. Nói đâu quá đâu, tôi mới ông mất tôi mệt mà. Nó rồi ông đi rồi, không có đem nhà thương nữa, em nhà. Yeah. Thương nữa. Ông không biết đường đi về. Dạ. Nói thì nói vậy, rồi là thôi là để nằm xuống. Dạ. Yeah. Rồi nhỏ này nó lau mình, lau chân, lau thẳng rồi. Yeah. Rồi mới kêu người tới đằng lau mình sạch sẽ rồi cho bận đồ mới vô. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Đẹ lắm, khoảng chừng 15 phút mà, thì đó có nhìn lên đồng hồ là 8:15. 8:15 sáng. Tối ngày 1 tháng 8. Ngày không có, ngày rằm tháng 6, tức là 1 tháng 8. 1 tháng 8 dương lịch. Dạ. À, đó. Chúng vào cái ngày rằm, cái ngày đó con nhớ là cái ngày Vía Quan Âm luôn. Dạ. Dạ. Nữa. Dạ, ngày Vía Quan Âm. Là rằm tháng 6 rồi. Dạ. Cái mình coi như là mình vậy, cái rồi cái nhà cũng lo thay đồ đạc rồi. Dạ. Rồi cho học trò đồ về rồi dọn dẹp bàn ghế rồi. Tới 10 giờ mới nhớ là trời, Hoa Duyên mình đi nói vậy mà không biết làm sao nữa. Yeah. Cứ gọi lên Hoa Duyên thì cho điện thoại bàn mà. Yeah. Gọi lên không ai bắt máy. Yeah. Thì sáng 6 giờ sáng thì ông Khánh gọi là hỏi chuyện gì, bác khỏe không, thì mình nói bác mất tối qua. Yeah. Rồi anh Khánh mới nói chút xíu nữa giờ làm việc, anh mới trình lại với ban giám đốc. Yeah. Thì mình mới nói là tối hôm qua mình đã xin nhà đoàn. Yeah. Và nhà đoàn đã quyết định là 8 giờ sáng liền. Yeah. Thì lúc đó là 6 giờ mấy rồi. Thì coi như là 6 giờ rưỡi thì anh Khánh gọi lại nói rằng Hoa Duyên đã để dành đặt để cho cụ ông về cho mẹ ông. Chứ còn lên cáo phó là Thiêu. Yeah. Thiêu ở cũng ở Bình Dương mà ở chỗ cái gì đó. Yeah. Bình Dương mà ở phía dưới đó, gần, yeah. gần trên Bình Cát rồi ha. Không ở Cát gần lắm, gần những nhà đó. Yeah. Phước Lạc Miên gì đó, đại khái là dạ, cái dạ. Là Thiêu đó. Dạ.
thì đã lên có phó rồi, là thiêu ha, dạ là thiêu, có phó xong rồi thì qua dư xuống thì anh Sơn rồi anh Tuấn rồi anh Khánh rồi xuống dưới nói chuyện rồi, rồi là coi như anh Khánh nói là tụi tôi sợ là nếu mà bắt mà một vài năm bắt cải tác á, thì tụi tôi cũng không có khả năng, anh Khánh nói là vĩnh viễn không có gì hết, tụi tôi sẽ lo cho bác đầy đủ, cô không phải lo gì hết, thì để cho Hoa Viên lo. Thì lúc đó thì đâu 8 giờ niệm rồi, tới 10 giờ anh Sơn xuống rồi lo trang trí hết toàn bộ nhà rồi. Vậy là bên nhà đòn bên kia thì sao cô? Hỏi lại thì hả? Mình đâu có, mình vẫn mình kêu người ta hòm rước của người ta mà. À, là bên mình kia. Phải chịu tiền đó, tại vì qua Duyên nói mà, tại mình không liên lạc được thôi. Dạ. Chứ còn qua Duyên rất là tốt. Phải liên lạc được là tất cả luôn rồi ha. Dạ, thì bây giờ mình nói như thế này nè. Cái ơn nghĩa của Hoa Viên là mình không thể nào mình quên được. Nhưng mà cái khả năng kinh tế của mình thì không có. Do đó thì mình chỉ cho biết là nói cho mọi người biết là cái sự tốt đẹp, cái tính nghĩa là nhân văn của Hoa Viên mà đối xử với, chứ không phải là đặt cái kinh tế lên đầu. Dạ đúng rồi. Để mà mọi người biết, và mọi người ví dụ trong xóm mình mọi người ta lên đây ta ở, thì ba mình cũng có người quen người thân tới xóm. Rồi còn mình thì mình rảnh rang thì mình chạy lên đây mình thắp nhang hết tất cả đây, ba con giờ về đây ở, thì các cô các chú các bác thì cũng giúp đỡ cho ba con già yếu rồi. Rồi cầu mong cho ba siêu thoát thôi chứ không biết sao. Phải như mà là liên hệ được sớm thì tất cả chi phí nhà đòn rồi là cũng miễn phí luôn rồi ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà là đã liên hệ nhà đòn chỗ khác rồi, lên cáo phó là thiêu. Rồi sau đó thì Hoa Viên xuống thì sửa lại ha. Sửa lại. Xuống bỏ cáo phó. Bỏ cáo phó đó, sửa lại. Thì nhà đòn mà lúc cái nhà đòn mà đưa tang đây là nhà đòn bên kia, bên cô thuê ha. Bên đó thì cũng quen biết là cái anh đó đó, trại hòm Trí Thiện á, là anh đó là cộng tác viên của Lăng, tụi tôi làm bên Lăng Ông Bà Chịu. Lăng Ông Bà Chịu. À đó, Lăng Liên Việt á, Lăng cô, Ông Bà cô, Chịu. Cô làm gì trong đó? Ban quý tế. Trên Lăng Võ Duy Nguyên thì tụi tôi làm ban quản lý, còn đó tụi tôi làm ban nhân viên ban quý tế. Tức là cúng kiến này nọ kia. Thì quen biết không à. Người ta tính rất là hữu kỵ, giá rất là hữu nghị. Nhưng mà điều có một cái đó là hồn nặng. Cái hồn này hồn nhất rồi. Cái, cái mộ của ông ngoại á cô, là cô thấy rồi không? Thấy trên bản vẽ rồi. Nó rồi. Cô tiết lộ rồi, nó sao được? Đẹp lắm. Đẹp lắm. Cô có hình không? Có hình. Cho con coi với. Tại vì khán giả cũng rất là mong muốn là biết được cái mộ của ông ngoại như thế nào. Tại đẹp vì lắm. Hình như là bữa nay hơn 2 tháng không? Hơn 2 tháng rồi. Gần 8 đây này nè, là coi như là 8 đây nè. Tháng 11 là 100 ngày không? 8 đây không? 100 ngày. Nhưng mà sẽ làm trước đó ha. Ta làm trước không biết, đại khái là bây giờ Hoa Viên đã chăm lo đến nay rồi thì chúng tôi tin tưởng Hoa Viên hoàn toàn. Tôi thấy gửi về đẹp lắm. Con nghĩ là Hoa Viên sẽ thiết kế cho ông ngoại một cái gì đó đặc biệt riêng. Đúng rồi. Đặc biệt riêng, giống như mỗi một nghệ sĩ, mỗi một nhà văn, nhà thơ, cái mộ đều khác nhau hết. Ông ngoại là một người viết thư tay, em con nghĩ chắc phải có cuốn sách gì trong đó. Trong thời gian là cô kể là 10 năm trước ha. 10 năm trước là có mời ông xuống đây tham quan. Không biết bao nhiêu nhưng mà khoảng lâu trước, lắm lâu rồi. Lắm đó. Cái hình ở trên này là chỉnh sửa là cuối cùng hết đó. Còn đây là cái hình nè, thuyết minh nè. Của ông Dương Văn Ngộ, yêu nghề, yêu đời sống đẹp. Đầu bia là điêu khắc hình ảnh mặt tiền bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, nơi gắn liền cuộc đời và sự nghiệp của ông. Đồng hồ chỉ số 20 giờ cũng là giờ mất của ông Ngộ. Đây nè, đó là cái đồng hồ. Cái trên cái phù điêu trên này nè. Để con mừng. Cái phù điêu của bưu điện. Wow, có cuốn sách nữa nè. Đây của chú người anh chị. Người ta thuyết minh á, mình mới biết chứ người ta để không. Có nghĩa là đây là Hoa Viên thiết kế nè. Hình thiết kế. Và đồng hồ chỉ số là 8 giờ ha. 8 giờ sáng nha. 8 giờ tối, 20 giờ. 20 giờ. Đó người ta có thuyết minh đi. 8 giờ tối ha. 8 giờ tối. Và cái biểu mẫu cái phù điêu này giống như là bưu điện luôn. Bưu điện đó thì người ta thuyết minh ở dưới. Quá đẹp ha. Đá bằng màu trắng vậy luôn hả cô? Đá màu hồng. Màu hồng. Màu hồng.
Dạ. Đá màu trắng hồng. Người ta nói hồng hồng rõ nè. Đồng hồ thùng bia là thiết kế đơn giản với họa tiết những cánh thư được gửi đi khắp nơi trên thế giới qua những dòng viết tay của ông. Dạ. Chia sẻ thông tin kết nối yêu thương giữa người gửi và người nhận. Hình ảnh kết nối năm châu bốn biển là được thể hiện trên từng mộ. Phần thùng mộ là thể hiện mặc dù đang sống ở giữa hơi thở của thời đại 4.0, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn sẽ luôn được ghi nhận và trường tồn theo không gian thời gian. Mộ được thi công bằng đá granite trắng hồng, phù hợp về hướng về mệnh của người mất và trên hết là sự vĩnh cửu của chất liệu đá với thời gian. Trời ơi, Hoài Duyên làm kỹ lưỡng quá ha. Và thuyết minh mình đồng ý liền với cô bản vẽ mộ Bác Hộ nè. Dạ. Mình cảm ơn ban giám đốc và anh Khánh rất nhiều. Gia đình tôi hoàn toàn tin tưởng ban giám đốc Hoài Duyên sẽ làm đẹp bộ phần của ba tôi. Đây là hình ảnh đẹp mang tính nhân văn cao. Các anh chị đã đặt sự trân trọng của mình lên trên lợi nhuận của công ty. Chỉ xin các anh lưu ý dùm nếu được cho gia đình xin cái học để đặt hài cốt của ông nội vào. Vì ba hứa với ông con ở đâu ba ở đó thì hài cốt được lưu giữ ở nhà từ năm 1977 rồi. Dạ. Yeah. Thì cái này là mình ấy, ta gửi về mình thì mình chấp nhận liền. Tại vì mình cũng không có để ta sắp xếp hài hòa theo ở đây. Dạ. Yeah. Chứ mình không được có ý kiến gì cả. Dạ đúng rồi. Hội viên làm quá chu đáo luôn. Quá chu đáo. Dạ. À, lên cái người ta đặt lên cái tính nhân văn trên cái lợi nhuận của. Dạ. Dạ đúng rồi. Thì mình không có gì có ý kiến được. Dạ. Mình cảm ơn và mình chỉ mong rằng là mình có báo đáp được bằng cách là mình giới thiệu những người khác đến đây thôi. Dạ đúng rồi. Cái đưa cái thùng mộ và cái mộ của ông ngoại lên mà còn diễn giải ra cái mộ như thế nào phải nó quá hay luôn. Dạ. Ở như người ta đưa lên thôi mà còn đâu có người ta nêu được cái ý nghĩa đúng của cái rồi, mộ nữa. Được ý nghĩa. Đồ, hay quá. À, hình phù điêu của bưu điện gì gì hết. Ở trên mộ có cái lá thư ha. À, có cái lá thư. À, hai lá thư, một bên lá thư còn bên lá thư có cái viết. Dạ. Có viết máy. Dạ. Ồ, quá quý luôn. Hỏi nói là Hoài Duyên làm tất cả chu toàn hết gia đình, không cần phải lo lắng gì, tin tưởng vào Hoài Duyên. Dạ, mà con thấy Hoài Duyên cũng rất là tốt luôn con. Dạ. Anh Khánh nói là mấy cô có tới đây thì đây ta cũng chăm sóc, ta cũng thắp nhang sáng chiều. Dạ. Mình sợ là ở trên này ông già ông cũng cô đơn, dầu sao đi nữa đốt thì ông cũng ở gần mình. Dạ. Nói chung là thường là người mất thì con nghĩ là sẽ ở gia đình thôi. Dạ. Ở trên đây chỉ là phụ. Ở trên đây thì tụi con hàng ngày cũng vẫn thắp hương, chăm trà, dạ, chăm dầu như thế này. Thì... Dạ. Nhưng mà ở đây người ta có phân người là tới dọn dẹp hơn. Dạ, có nè, mấy chị nè. À mấy chị hả? À mấy chị mặc áo xanh xanh đó. Là cứ quét dọn hàng ngày. Rồi lâu lâu giống như mộ cũ hoặc là như con theo con biết nha. Dạ. Là tuần hay tuần gì đó thì con không để ý nha. Nhưng dạ, mà có rửa mộ, có lau mộ sạch sẽ lắm. Dạ. Tại thường là ở cái khu này thì nó mát. Có lá cây thì cô thấy thì tại lá cây nó rớt xuống thôi. Chứ hàng ngày mấy chị vẫn quét lau. Rồi khi mà lâu lâu thì mấy chị rửa bằng xà bông luôn nha. À, dạ. Dạ, xà bông mà riêng của để dành rửa mộ đó, nó thơm lắm. Dạ. Không biết luôn á. Dạ. Dạ. Ờ, mình không biết, mình tới đây mấy lần, 3-4 lần, dạ, mình cũng chưa có rành lắm. Dạ. Ở đây mình thấy mấy người đó, còn cái mình có người chị nằm ở B33, dạ, năm 28, dạ, đó là tuốt ở trong á, mà dạ, hãy đi đây là không vô trong kia được. Dạ, xa ha. Xa, xa, dạ, tôi không biết nữa. B5 ở đây là B33. B33 xa. 3. Ở đây là B1, B33 trong tút tút gì kia quá. Dạ. Dạ. Đó. Rồi một đứa em á, nhà nó cạnh nhà là mới chôn cách đây mấy tháng là nó ở khu E. Dạ. Khu E ở đâu nữa. Dạ. Ở đây là dễ tìm. Cái này phải có xe á, có xe máy, xe gắn máy đi vòng vòng mới được chứ đi bộ đi không nổi. Dạ. Nó rộng lắm con. Cô vô đây có đi bao giờ đi vòng vòng không? Đâu có bao giờ đâu, đây đi tới giày vệ sinh luôn rồi đây. Nó rộng lắm luôn. Dạ. Dạ. À, hôm trước thì anh Khánh có chở đi mấy lần, đi dạ, vòng vòng, đi qua khu quả tán, rồi đi khu cải tán, rồi khu của dành cho nhân viên của Bình Dương, dạ, rồi giới thiệu rồi khu mộ gia đình, rồi lúc trước là anh Khánh có chở đi. Nhưng mà chở đi mình cũng không nhớ, nó rộng quá trời rộng. Con còn nhớ lúc mà không biết là khi ông mắc được bao nhiêu ngày, ở trên nó bao nhiêu ngày thì con không biết nha, nhưng mà ở dưới đây á, dạ, khi mà đào cái nguyệt nè và gắn cái gạp mà gạp bự á, gạp bự á, là
tất cả các ban giám đốc xuống đây nhiều lắm, là họ chỉ đạo cho nhân viên làm cô, là anh Khánh là tất cả mấy anh mà bên trên văn phòng á, anh xuống đây anh chỉ đạo phải làm cái này cái kia, cái làm gấp rút là kịp thời rất là nhanh luôn. Cái này phải làm tất cả bằng máy và hầu như là huy động tất cả mọi anh em là tới đây là làm trong vòng một ngày nữa là xong, một hai ngày là thì xong. Coi như là một tay là mất nha, là tối một tay mất thì sáng hai tay là liệm rồi. Thì là năm tay là chôn. Năm tay là chôn thì coi như là bốn nay là trên ngôi viên thì ban giám đốc xuống đi đám ma đó là bốn tay. Bốn tay. Nhưng mà hai tay đó là quay viên đã xuống rồi. Xuống rồi trang trí nhà cửa rồi nè. Mà trang trí bông đẹp lắm. Ai cũng nhan nó trời ơi sao bỏ trang trí đẹp quá chừng nè. Nó là chắc là chuyên môn của người ta. Rồi thấy là ở trên này nói là làm mộ rồi này bao kia thì... Xong rồi hả? Xong rồi. Đào nguyệt là xong hết rồi. Rất là nhanh, mấy ảnh làm nhanh lắm. Chỉ cần biết thông tin là mấy ảnh làm nhanh lắm. Tại vì mỗi người có một khâu. Ai lo đào nguyệt là lo đào nguyệt. Ai cho gấp gạp là gấp gạp. Rồi lúc là bàn rồi xong rồi máy quạt ở trên. Rồi thảm này, những cái chậu cây như thế này. Làm rất là nhanh. Mấy ảnh làm rất là kỹ lưỡng và nhanh. Mỗi người có một khâu. Bữa đó nha, con ngồi con đang quay ghi hình ở bên mộ của bác Năm Vũ Linh á. Con thấy ở đây đào mộ ở đây thì con cứ nghĩ là một nghệ sĩ nào đó. Nhưng mà con tra hoài mãi Google con không biết nghệ sĩ nào. Con hỏi thì tại khi mà quay viên làm á thì họ không có nói được là ai. Nhiều khi giữ kín bí mật thông tin này kia nọ. Nên sau này mới biết được, nó ghi bắt đầu mới dán cái bảng này lên rồi mới biết được. Rồi bắt đầu mới tra Google ra trên cái trang web mà Wikipedia đó cô, là có ông ngoại trên đó. Là biết thông tin ở ngoài hết. Tôi không có rành mà mở cái điện thoại nữa. Nói thiệt, nhiều khi mở thấy mấy cái hình cũ không mà không có hình mới, không biết cập nhật sao, không có thấy hình mới giờ. Cái gì? Cái mở trên YouTube á. YouTube hả? YouTube mà coi kênh để qua tụi con quay hay sao? Đó. Phải, cô phải đăng ký cái kênh. Cô phải đăng ký cái kênh. Để con nói cô bữa nào gia đình mình ở chảnh, bữa nào con ghé tụi con thắp nhang nha. Được không? Dạ được. Có ở nhà có ai? Tại vì nhiều khi không có ở nhà, tụi tôi đi làm hết trơn à. Mấy người này ở nhà riêng, ở nhà khác. Vậy hả? Thì con lại cái chỗ nhà có ngoài người số 122 xẹt máy gì đó. 76. Con nhớ. 122 cái chỗ gần chợ thì nhà. Đúng rồi, bên này. Bên hỏi nhà của bác Ngộ Dịch Thư Thuê là biết. Dịch Thư Thuê Vua Điện á. Là ai cũng biết hả? Tại hồi xưa con có làm ở chỗ chợ Thị Nghè, con làm 3-4 năm ở đó. Con làm, cô biết tiệm vàng Kim Phát không? Biết, con làm tiệm vàng Kim Phát. Nhà thuốc Phano á. Biết rồi. Con làm kế bên đó. Con làm 3-4 năm, con bán thuốc tây. Hồi xưa con là bán thuốc tây, sau này con nghỉ. Con đam mê, con đi qua YouTube như vậy nè. Rồi YouTube về rồi lương mỏng làm sao? Lương thì nó cũng vậy, nhưng mà nó thoải mái hơn. Nhưng mà ai trả mình? Bên Mỹ nó trả. Bên Mỹ trả. Trả nó qua cái những cái lượt xem á. Rồi bắt đầu nó gửi về tài khoản mình. Rồi lượt xem mình đâu có biết đâu, mình xem. Ví dụ như giống như cô về đó. Cô mở cái kênh của con ra coi là con được một lượt xem. Coi vậy là được một view á, gọi là một lượt xem. Mình không biết cái máy của mình vậy là sao? Lát con chỉ cho. Trời ơi, tôi không có biết, tôi muốn mở coi. Có khi thì mấy đứa học trò nó coi xong nó bấm qua. Nó nói người ta đang đúng ngang ổ mộ ông Năm á cô. Thì nọ kia thì thấy vậy thôi chứ không biết đó. Rồi là không biết dốt hoàn toàn. Rồi để con tắt cái máy này con chỉ cho. Rồi con chào cô chú anh chị ha.